Thiết bị y tế Quỳnh Gia xin chào mọi người. Hôm nay thiết bị y tế Quỳnh Gia sẽ giới thiệu đến mọi người một sản phẩm đai nẹp hỗ trợ, đó là nẹp cẳng tay OH302 đến từ hãng IM. Thì đầu tiên về cấu tạo, nẹp cẳng tay OH302 được cấu tạo từ hai nẹp nhôm định hình dài 25cm, dễ dàng hoán đổi vị trí sử dụng cho tay trái và tay phải. Bao nẹp thì thoáng khí và chắc chắn. Về công dụng thì nẹp cố định thay cho bột khi nứt xương cẳng tay hoặc là tháo bột sớm, rút ngắn thời gian bó bột và thời gian phục hồi chức năng. Nẹp có là cố định khớp tay trong điều trị phục hồi chức năng, không ảnh hưởng đến hoạt động của cánh tay và các ngón tay. Ở đây thì em sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng nẹp cẳng tay OH302. Thì đầu tiên khi sử dụng nẹp cẳng tay này á, thì mình cố định phần cái phần tay bị chấn thương lại. Sau đó mình cố định ở phần cổ tay trước. Sau đó đến cánh tay. Và cuối cùng là bàn tay. Lưu ý cái phần gù này mình để ngay cái chỗ bàn tay của mình á. Như vậy là mình có thể cố định được cái phần cổ tay mà các hoạt động ngón tay của mình vẫn hoạt động được bình thường. Thì về vệ sinh mình có thể vệ sinh nó bằng nước giặt. Lưu ý là không được giặt bằng bột giặt, phơi ở bóng râm và để ở nơi thoáng mát. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hy vọng rằng những chia sẻ trên có thể giúp mọi người lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất.